Good Food xin giới thiệu đến với tất cả mọi người. Đây là Tuấn, năm nay 19 tuổi, là hiện tại đang sinh sống ở quận 4. Cách đây ít hôm thì Tuấn có liên hệ với lại Good Food để em có nói là ba của em đang cấp cứu ở trong bệnh viện 115 ở trên đường Sư Vạn Hạnh. Thì Good Food có hỏi thêm về tình hình, em có trả lời là ba vẫn đang hôn mê sâu, vẫn chưa có kết luận gì của bác sĩ. Được biết trước kia là có thể là ba là có bị bệnh tim hoặc là bị tai biến, vẫn chưa chính xác một chút nữa thì Good Food sẽ hỏi thêm Tuấn. Good Food có hỏi về cái tiền nong thì Tuấn có nói là có đóng tiền tạm ứng là khoảng trên 5 triệu từ cái giai đoạn khoảng một tuần trước. Và em có sợ là khi mà cái giai đoạn sau, những cái khoản tiền có thể là phẫu thuật hoặc là tiếp những cái tiền mà đóng tiền viện phí, nên là rất là lo lắng và mong mọi người có thể là giúp đỡ đến cho ba của em để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Hiện tại là Good Food và Tuấn không có vào trong bệnh viện 115 được. Ở trong đó là họ chỉ quy định một người, là mẹ của em đang ở trong đó để mà có cái sự mà hướng dẫn của bác sĩ. Trước mắt thì hai anh em sẽ ngồi một cái quán nước ở ven đường để nghe em chia sẻ về cái bệnh tình cũng như là cái tiền nong và cái hoàn cảnh của gia đình. Hiện tại là bây giờ em là trụ cột chính của gia đình, nên là em đại diện cho gia đình để mà nói ra những cái thông tin bệnh tình của ba em nha. Dạ. Bây giờ tới thời điểm hiện tại là sức khỏe của ba em như thế nào, em nói cho anh với mọi người nghe. Dạ, là thứ hai tuần trước là ba em bị ngất và đưa lên bệnh viện Đa khoa quận 4. Ở Đa khoa quận 4 không có máy móc để làm cho ba em, và ba em chuyển ba em lên 115. Tính tới thời điểm này là bao nhiêu ngày rồi Tuấn? Hai từ thứ hai tuần trước tới giờ là thứ bảy chủ nhật, là bảy ngày. Cái tình trạng mà lúc đó là ba em ngất là ở nhà là tới giờ luôn? Dạ. Là tới bệnh viện 115 luôn? Dạ không, là lúc ngất là thứ hai tới thứ ba, tại ba cũng còn tỉnh, cũng còn biết. Tới hôm thứ sáu ba bị đau á, ngất. Hồi nãy em có nói với anh á là khi mà vô trong bệnh viện 115 đó là dạ, chưa vào trong phòng đặc biệt. Dạ dạ. Mà vẫn nằm ở phòng lầu 3, là phòng được vô mà ba mở mắt được. Lúc đó là chú là cũng như là biết gia đình không? Dạ biết. Rồi tới bây giờ như thế nào? Tới bây giờ là ba đang nằm trong phòng đặc biệt, nhưng mà ba đang hôn mê. Vẫn truyền ống oxy. Dạ, truyền ống vô bằng máy dinh dưỡng rồi. Dạ. Đưa ba con vô là từ hồi thứ hai tới thứ tư là ba con nằm ở lầu 3. Mà lúc đó là ba con còn biết được, con dìu ba đi được. Tới hôm thứ năm là ba con bị yếu rồi, ba đi xuống cái là ba sụm. Rồi xong rồi bác y tá mới cho ba về, mà mẹ con xin rồi bác sĩ mới chuyển ba con qua phòng đặc biệt, là đóng 3 triệu tạm ứng. Lúc đó là họ đã chuẩn đoán là bệnh của ba em là bị gì chưa? Dạ, giống như là ba là con cũng không biết nữa, là chỉ có mẹ ở đó thôi. Nhưng mà nghe nói là có bị tai biến. Dạ. Rồi liên quan tới tim. Dạ, bị là để trong tờ giấy là mạch máu não. Tai biến mạch máu não? Dạ, để là mạch máu não, bệnh mạch máu não. Tự động là ông ngã ra hay là có tai nạn giao thông gì không? Dạ, không có tai nạn gì hết. Em có mấy cái giấy bệnh rồi không, chuẩn đoán? Dạ, bây giờ giấy bệnh là để ở trên bệnh viện rồi. Giờ có điện thoại mà con có chụp lại. Chụp lại cái tờ giấy bệnh? Dạ đó. Dạ có. Tính tới giờ là mấy ngày vô trong phòng hồi sức đặc biệt? Dạ, hai ngày, hai tối thứ sáu tới bây giờ là hai ngày tối, hai ngày với lại buổi tối đó. Là vẫn vậy thôi, là vẫn hôn mê sâu vậy thôi? Dạ. Ở trong đó giờ họ đang làm cái gì? Vô con oxy. Có hỏi bác sĩ là vô máy, vô bằng máy, không có vô oxy, làm bằng máy thở. Hồi nãy có nghe anh của em nói đó. Dạ. Là có dự định là đưa ba về. Dạ. Cách đó mấy ngày, tại vì thấy là dạ, không có hy vọng. Dạ. Với lại là mình sợ cái tiền nong. Dạ đúng. Rồi mẹ của em thì phản ứng như thế nào? Mẹ em cũng xin, bây giờ khổ quá, xin bác sĩ làm đơn á,
phường á, số hộ nghèo thì bác sĩ cũng chỉ là, mà bác sĩ cũng có nói giờ bỏ chú thì uổng lắm, giờ cô con cố gắng được chừng nào mày hay gì đó, chừng nào tụi con mà không còn sức nữa thì đưa bệnh nhân về. Trước đó là y tá họ cũng nói khéo rồi. Dạ. Bây giờ gia đình sao, gia đình tính sao? Bây giờ con người ta cho con nhiêu thì cũng để cho ba luôn, chừng nào hết thì thôi. Có nghĩa là hết khả năng thì dạ, đưa ba về, dạ, còn khả năng thì cho ba nằm ở trong, dạ, đó, chứ mà đưa về tội ba. Dạ đúng rồi. Nếu mà đưa về là mất liền. Dạ đúng. Bây giờ rút oxy là mất luôn. Dạ đúng rồi, ba đang thở bằng máy. Mẹ đang chăm sóc ở trong đó. Dạ, mẹ đang trực ở trong đó. Cô hả mẹ? Cô là mẹ của anh này. Dạ. Còn mẹ em đâu? Dạ mẹ đang về nghỉ ngơi. À, kính thưa với tất cả mọi người, khi sáng này Tuấn có gửi cho GoFood một vài tấm hình của ba Tuấn là chú Hinh. Cái này là em chụp khi nào? Dạ em chụp hôm qua 7 giờ 7 tối. Ủa hồi nãy em nói với anh là chú mấy bữa nay là mở mắt được. Dạ hôm qua là cô với mẹ vô mở giống như vậy á, làm ba mở mắt. Rồi chỉ có mấy tấm hình này thôi đúng không? Dạ có mấy tấm. Tại vì trong đây là mình chỉ vô mình chụp lén thôi mọi người. Không có tôi chụp. Về cái phần tiền nong mà bây giờ như thế nào Tuấn? Thì bây giờ là bác sĩ nói là xuống phòng á, là phòng tới 2 triệu mấy rồi. Tiền phòng tới 2 triệu mấy. Mà bây giờ á, người ta cho em cũng được 10 triệu. Thì bây giờ em cứ để cho ba thì nào hết thì cũng thôi. Ủa đang nằm ở trong phòng đặc biệt mà làm sao mà xuống phòng là sao? Là xuống phòng đặc biệt đó, nằm phòng đó là 2 triệu mấy á. Nằm mấy ngày rồi? Chuyển xuống phòng đó là tối thứ sáu tới giờ. Là 3 ngày. Dạ. 3 ngày hết 7 triệu rưỡi rồi. Em có nói với anh á là ba em là chạy xe ôm ở bên quận 4. Dạ. Và đang chạy khách hay là chạy ngoài đường gì đó thì dạ, không may là bị ngã quỵ đó, bị được tai biến đúng không? Dạ học ba mệt rồi ba về nhà. Ba về nhà là ba nằm được ngày 2 ngày là ba mệt mới chuyển ba lên bệnh viện. Cho anh hỏi thêm chút xíu về gia đình của mình. Dạ. À, gia đình mình đang sống ở quận 4. Dạ. Ở đó là đang thuê ở bên đó. Dạ. À, gia đình mình là có bao nhiêu thành viên hả Tuấn? Dạ ba với mẹ với lại hai người anh với người em là ba người. Người anh của em? Dạ với người em. À, là ba người con trai luôn hả? Dạ với em nữa là ba. Em 19 tuổi mà có gia đình rồi. Dạ. Ở bên vợ. Dạ. Anh của em đó. Dạ. Khi nãy anh có gọi điện anh hỏi là em có nói là anh của em là có vấn đề về thần kinh. Dạ. Nên là không có phụ gì cho ba mẹ được. Dạ. Mà nhiều khi là ba mẹ còn lo lắng hơn. Dạ đúng. Còn đứa em bao nhiêu tuổi? Dạ 11 tuổi. Là nó có đi học không? Dạ có. Là mọi cái tiền nong, tiền trọ là do là ba em gánh vác hết? Với mẹ, ba với mẹ gánh. Mẹ làm công việc gì? Mẹ em đi làm rửa chén. Cái tiền ba em với cái tiền mẹ em á là hàng tháng bao nhiêu em có biết được không? Dạ không. Em có phụ ba mẹ không? Dạ có khi em có, em cho anh 500. Với vậy vợ em nó sắp đẻ nữa, với con em nữa. Là em cũng ở quận 4 luôn hả? Em ở bên nhà vợ. Ở quận 4 luôn? Quận 7. Em có nói là có mạnh thường quân hỗ trợ là tầm khoảng gần 10 triệu đồng. Dạ. Với lại là đã đóng trước là 5 triệu hơn cái tiền. Dạ. Mà đóng tiền viện phí là những cái khoản tiền đó là ở đâu có em? Dạ cái khoản tiền đó là nhờ ở sớm với lại mấy cô chú trên bệnh viện á, mấy người đó cho nhiều chút. Ở bên sớm mình ở bên quận 4 á hả? Dạ quận 4. Cái tiền mà 2 triệu rưỡi mà mỗi ngày là chưa tính đó. Dạ chưa. Em có biết là khi nào đóng không? Em cũng không biết. Cô không hỏi là ngày mấy tháng mấy đóng hay dạ, như thế nào luôn, mà chỉ biết là 2 triệu rưỡi một ngày. Dạ. Em có nói là một người anh trai đầu. Dạ. Là cũng chạc tuổi anh nè. Là dạ, anh nói về vấn đề thần kinh thì có nặng không? Giống như là bây giờ ảnh giống như là ảnh giống như là ảnh không có biết nữa. Có khi lâu lâu ảnh biết, có khi lâu lâu không biết, nhưng mà ảnh không biết nhiều hơn là biết.
Cái tiền nhà trọ là bên đó bao nhiêu một tháng? Dạ 3 triệu một tháng. Như thế này nha, thì trước mắt á là anh trích một cái khoản tiền Mạnh Thường Quân có gửi cho anh trước, họ có dặn là gặp những cái trường hợp mà nguy cấp cần cái khoản tiền để mà sử dụng đó, thì trích ra cho họ để mà gửi đến hoàn cảnh. Thì đối với cái trường hợp của ba em thì anh trích ra một khoản để mà gửi đến cho ba em, thì em đại diện gia đình em nhận giùm anh. Em đợi cho anh, đợi cho anh một phút để anh soạn cái tiền ra rồi anh gửi. Đây là cái khoản tiền Mạnh Thường Quân gửi đến cho chú Hình. Thì anh đọc cái số điện thoại của gia đình nha, để mọi người có thể liên hệ trực tiếp. Số điện thoại của gia đình chú Hinh đó là 0907 091 328. Ở đây là có ba Mạnh Thường Quân nha Tuấn. Dạ. Thứ nhất là của chị Helen Nguyễn ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là của chú Dung ở Texas Mỹ là 1 triệu. Dạ. Thứ ba là của anh Minh Hoàng ở Mỹ là 50 đô la Mỹ, là 1 triệu 160 ngàn. Thì tổng cộng là 3 triệu 160 ngàn. Dạ. Đây anh gửi cho em 3 triệu 160 ngàn. Dạ. Cảm ơn cô chú. Cái phần tiền đó thì mình để đây, mình ví dụ phần sử dụng, phần sử dụng chủ yếu là anh chia sẻ để mà mọi người biết về cái bệnh tình của ba em. Có thể là góp ý ở trên kênh của anh hoặc là góp ý trực tiếp với gia đình để mà có một cái hướng điều trị tốt nhất cho ba em. Như hồi nãy Tuấn cũng có nói là hai mẹ con có bàn bạc là cách đây mấy hôm là định đưa ba về. Tại vì thấy ba không có khả quan, với lại mình không có khả năng để mình đóng tiền đồ các thứ. Kính thưa với tất cả mọi người, đây là anh Minh, anh họ với lại Tuấn. Thì từ nãy thì anh cũng ngồi kế bên, nhưng mà Tuấn nói là không có rành về cái việc mà đưa ba của Tuấn về để mà rút ống oxy. Tại vì gia đình cũng có bàn bạc, đặc biệt là có anh Minh ở đây, cũng có nói chuyện với lại mẹ của Tuấn. Thì bây giờ nhờ anh Minh ảnh nói chuyện rành rẽ hơn, để cho mọi người, mong mọi người góp ý ở trên kênh là nên xử lý về cái tình huống này như thế nào, đúng không anh Minh? Dạ. Rồi anh cứ nói đi anh. Thì cách đây 2 ngày thì mẹ Tuấn có điện mẹ em, là nói là bây giờ tình hình chú Hinh như vậy đó, một ngày phí tính 2,5 triệu lận, gia đình bên mẹ cũng không có khả năng, mà bên em cũng không có khả năng. Thì em mới nói cái chuyện này không quyết định được, bây giờ mẹ với Kỳ quyết định đi. Thì bây giờ phí tính 2,5 triệu lận, khả năng đâu mà đóng. Thì trong đó thì mẹ với Kỳ cũng ngồi suy nghĩ, bây giờ cũng hết khả năng rồi, thấy giờ tiền đâu mà đóng nổi tiền bệnh viện một ngày 2,5 triệu. Thì cũng bạc xong rồi tính đem chú Hinh về, rút ống đem về. Thì có nói bác sĩ là thôi cho tôi đem cậu về, bây giờ không có đủ khả năng nữa. Thì do bác sĩ cũng chịu cho làm giấy tờ đem về. Nhưng mà cô y tá mở cửa ra, cô y tá nói là để từ hôm qua giờ thì chăm sóc thấy chú cũng có khả năng là được 10% rồi, đem chú về tội lắm. Thì mẹ có khóc, mẹ cũng không biết làm sao bây giờ nữa. Thì mẹ mới hỏi là em là bây giờ sao con. Thì con nói, em cũng nói là thôi mẹ ơi, bây giờ gán sao thì gán đi, có ai giúp được thì giúp, được ngày nào hay ngày đó. Cái giờ con cũng biết sao, mẹ hỏi con cũng biết trả lời sao nữa. Thì nhà cũng có trong bệnh viện có mấy người giúp cho được 500 triệu rồi, sớm cũng gom lại người chút, thì nó đóng ra chi phí là đóng được 5,5 triệu rồi. Bây giờ tiền 2,5 triệu đó là không biết nằm nửa tháng hay một tháng nữa, thì bây giờ cũng không biết làm sao nữa. Thì bây giờ được ngày nào hay ngày nấy thôi. Còn nghe nói đó, là không trả phí, nếu mà cậu có chết thì người ta cũng phải giữ xác lại, cũng bây giờ cũng không biết nghĩ làm sao. Có nói gì đó hả? Mình, có cái thủ tục đó đó hả? Mình nghe nói từ đó giờ thủ tục đó là như vậy. Thì bây giờ mà thấy cô y tá thì nói có 10% là có sống lại, đem về tội quá. Thì... Nếu mà em ví dụ nha, cái tiền mà em thay mặt Mạnh Thường Quân mới gửi đến cho gia đình á, là nãy là 3 triệu đi, tính 3 triệu, 3 triệu mấy mà tính 3 triệu thôi. Với cô đang giữ là khoảng 10 triệu.
cô đang giữ khoảng 10 triệu á, là 13 triệu thì mình có thể là mình xây dữ lắm là trong vòng khoảng chừng 5 ngày thôi. Nói chung là mình tính từng ngày đó, mong từng ngày có cái phép màu để chú tỉnh. Dạ. Bây giờ cũng mong là cả chừng. Sao? Em nói sao? Bây giờ chỉ mong là chú cả chừng cỡ 5-10 ngày mà chú đỡ chút, cũng gán 5-10 ngày cho đỡ chút rồi cũng đem về nhà chăm sóc cho nó đỡ, với nằm trong chổng hoài tiền không có chịu nổi, ngày 2 triệu mấy. Giờ bà con có giúp thì giúp một chút ỉnh thôi, chứ có nhiều đâu mà ngày nào cũng 2 triệu mấy đâu mà ra. Bởi vì đã có những lúc là gia đình là suy nghĩ tới cái việc mà nhờ áo quan từ thiện hoặc là các chi phí mai táng từ thiện luôn rồi. Dạ. Đã có tính cái đường đó luôn. Dạ. Có đi hỏi luôn hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ trong cứ 1-2 ngày, trong ngóng 1-2 ngày thôi ha. Dạ. Thật sự nha mọi người, thì như Tuấn với lại anh Minh và gia đình có chia sẻ là bệnh tình bây giờ chỉ nằm đó thôi, bác sĩ chưa kết luận gì hết, chỉ có hôn mê và nằm thôi. Và cái ban đầu dự đoán đó là có thể là bị tai biến thôi. Dạ. Anh Minh và Tuấn thì vừa mới nói với GoFood á là để những cái khoản tiền trong vòng khoảng 2-3 ngày hoặc tối đa có thể là 5 ngày tới sử dụng cái khoản tiền mà nếu mà chú Hưng không có khả quan đó thì gia đình sẽ đưa chú Hưng về. Những cái giấy tờ thì mình cũng có xin để mà giảm cái tiền nong, nhưng mà tới qua đầu tuần mới bắt đầu mới gửi giấy tờ vô được. Thôi thì như thế này, em sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của chú Hinh đến cho tất cả mọi người. Mong mọi người góp ý ở trên kênh GoFood và góp ý trực tiếp đến với gia đình để xử lý như thế nào về cái việc này. Và cái bệnh tình của chú Hinh chủ yếu là để mọi người biết, để ví dụ như có người chỉ cách này cách khác để có cái hướng giải quyết tốt nhất. Nha em anh Minh với lại Tuấn. Thì như vậy thôi. Thì em đại diện cho người xem ở trên kênh của em thì chúc cho chú Hinh được cái may mắn với chú. Em chỉ biết nói vậy thôi. Rồi những cái thông tin gì của chú Hinh thì có gì thì nhờ anh Minh với lại là Tuấn gọi điện đến cho em để em thông báo cho mọi người nha. Dạ, em xin kết thúc clip ở đây. Và bây giờ hai anh em thì cũng ở ngoài thôi, chứ đâu có mà đi vô trong bệnh viện được, tại có một mình mẹ của anh Minh là ở trong đó thôi. Thôi em kết thúc clip ở đây nha.